Xin chào, qua chào, chào, chào tất cả các bạn. Trong video này cô Hoa lại tiếp tục dạy chúng mình về phần lý thuyết của câu modal verb, động từ tình thái các bạn nhé. Và sau đây chúng ta sẽ học về cách sử dụng của should này, ought to, had better. Thế thì các bạn nhớ cho cô Hoa là ba cái động từ tình thái đó đều nghĩa là nên. Nhưng cách sử dụng thì như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu các bạn nhé. Để chúng ta làm bài một cách rất là chắc chắn. Vâng, học với cô Hoa là làm cái gì phải chắc chắn các bạn ạ. Vâng, rất hay cười hay nói, thế nhưng mà cái gì chắc chắn cái đấy nhá. Ok, nào chúng mình cùng sẽ cùng làm với cô nha. Should có nghĩa là gì? Khuyên ai đó nên làm gì. Thế thì should bằng với ought to. Ví dụ bà còn có một câu như sau: Your hair is too long, you should get a haircut. Vâng. À các bạn ơi, đây là cô đang dạy trên sách cô viết ấy, cho nên nó sách nó dày, nó hơn 600 trang mà, cho nên là nó hơi bị dày, cho nên cảm giác nó không thẳng thẳng chỗ này này. Đấy, đây cô đang cố gắng làm cho thẳng đây. Nào, ví dụ nha: Your hair is too long, you should get a haircut. Vâng. À, tóc của bạn dài thế, bạn nên cắt nó đi. À, đây chỉ là lời khuyên thôi đúng không ạ? Dạ. Cách dùng thứ hai nha. Dùng thay cho từ must. Đấy. Khi không muốn diễn tả một ý nghĩa quá bắt buộc. Đấy nha. Tức là bắt buộc thì dùng must đúng không? Đó. Học ở video trước rồi đúng không các bạn? Nha. Thế nhưng mà chúng ta dùng từ should thay thế kiểu khuyến bảo mà đúng không ạ? Ví dụ nha: You should pay more attention in class. À, bạn cần chú ý hơn trong lớp học. Thế còn shouldn't là gì các bạn nhỉ? Shouldn't có nghĩa là gì ạ? Vâng. Không nên làm gì đó. Và nhớ trước qua là shouldn't cộng với động từ nguyên dạng nhé. You shouldn't throw your litter onto the street. Bạn không nên làm gì? Bạn không nên là ném rác ở trên phố nhé. Chúng ta sang, các bạn hiểu ý cô ạ? Vâng. Đơn giản, should cũng là lời khuyên thôi các bạn nhé. Ok, rồi. Khuyên này là nên làm cái gì? Thế còn từ ought to thì cách dùng như thế nào các bạn nhỉ? Vâng. Diễn tả một sự gần đúng và rất có thể đúng. Gần đúng thôi các bạn nha. Ok, rồi, cái chân đây qua cái từ gần đúng. Được chưa? Rồi. If Andy left home at 8, she ought to be here now. Vâng. Nếu Andy mà rời khỏi nhà lúc 8 giờ thì làm sao? À, cô ấy có thể ở đây bây giờ rồi. Đúng không? Nhá. Rồi. Và ought to có thể dùng trong tương lai với các từ xác định thời gian tương lai, như chúng ta có những từ như sau: tomorrow, next Monday. Ok, chúng ta cùng phân tích vài ví dụ bạn nhé. His team ought to win the match tomorrow. À vậy thì nhắc lại này, tức là gì ạ? Câu này có nghĩa là gì ạ? Là làm sao ạ? Đội của anh ấy. Vâng. Ở đây có từ tomorrow này. Thì nhìn câu nhắc lại này, có thể dùng trong tương lai với các từ xác định thời gian như. Vì ở đây chúng ta có, cô có từ tomorrow có nghĩa là ngày mai. Tức là gì ạ? Từ xác định về thời gian, tức là ngày mai. Thì chúng ta sẽ dùng gì? Ought to. Các bạn nhé. Và nhớ cho cô là cái xác định cái thời gian đấy, nó phải là ở trong tương lai. Tự nhiên cô, các bạn hiểu không ạ? Nhá. Rồi. Ok. Này chúng ta sang câu một cách dùng một từ nữa là từ had better. Had better có nghĩa là nên. Các bạn nhé. Thế còn không nên các bạn nói nào. À đây cô nói cái phần ought to trước nhá. Vâng. Ghi nên ghi thêm vào. Vâng. Ought to là nên này. Thế còn không nên thì là gì? Ought not to. Đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta có từ had better. Had better là nên. Nhưng phủ định của nó phải là gì ạ? Vâng. Had better not. Had better not. Lại là không nên các bạn ạ. Đấy. Được chưa? Nó làm gì ạ? Nó đưa ra một lời cảnh báo về một sự việc hoặc hành động có thể mang lại gì? Có thể mang lại gì? À, hậu quả bạn nhé. Ok, rồi. You'd better go to work on time. Tức là gì ạ? Bạn nên đi làm đúng giờ. Nhưng thực ra đây phải lời khuyên nhẹ nhàng một cách tình cảm không ạ? Không, đây không phải. Mà đây ra đưa ra một lời gì? Cảnh báo. À, không đi làm đúng giờ bị phạt trừ tiền lương đấy. Đấy, kiểu như vậy. Các bạn nhé. Các bạn có hiểu sự khác nhau không ạ? Vâng. Should là nói về lời khuyên. Ought to là diễn tả một sự việc gần đúng, rất có thể là rất đúng, rất có thể là đúng, đúng không? Và dùng trong những câu mà có những cái từ xác định thời gian tương lai. Nhớ cho cô cái từ là xác định như vậy về tương lai nhé các bạn nhá. Ok, rồi. Tiếp theo ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ gì đây? Đó là từ dare. Dare có nghĩa là dám hay là cả gan các bạn nhé. Dám, vâng. Chúng ta có một cấu trúc đầy đủ như sau, đó là dare to verb. Dare to verb. À, dám làm gì đó các bạn nhé. Thì cách dùng của nó như thế nào các bạn nhỉ? Chúng ta cùng xem nào. Vâng. Cái từ này người ta dịch là dám này cả gan này. Đó, ok. Và nhớ cho cô là cái trường hợp của cô học viết cấu trúc này
dare to verb này. Thì cái từ dare này nó vai trò là một động từ, động từ chỉ hành động các bạn nhé. Ok, rồi khi là một động từ khuyết thiếu à, thì nó có đầy đủ đặc tính của loại động từ này. Nào các bạn cùng xem nào nha. Ví dụ này à, và nhớ cho con là nhớ cho con vẫn nói ngay từ đầu rồi là gì, động từ tình thái thì đằng sau động từ phải làm sao, nguyên dạng, có đúng không nhá. Thế thì khi mà từ dare đóng vai trò là nó là một động từ khuyết thiếu thì không nói là dare to verb mà phải nói là he dare climb that tree, đúng không ạ? Mà khi đóng vai trò là một động từ thì có thể nói là she didn't dare to tell a lie, tức là cô ấy không dám nói dối đâu. Các bạn hiểu không ạ? Nhá. Tóm lại từ dare nó là một, cũng là một động từ tình thái nhưng nó cũng là một động từ chỉ hành động, và các bạn dịch thì cho cô đó là dám hoặc là cả gan nhá. Ok rồi, dạy đến nay mà không hiểu nữa thì thôi nhỉ, phải hiểu chứ đúng không? Rồi tiếp theo đó là từ will. Vâng. À, đây là một chuyên đề không không dễ mà các bạn, đúng không? À, nhưng cô tin là dễ lý thuyết xong khi các bạn làm về tập ứng dụng ấy, các bạn sẽ cảm thấy rất dễ hiểu hơn rất là nhiều các bạn nhé. Nào tiếp theo nào, will diễn tả à, sự mong muốn, đúng không? Willingness à, đúng không? Hay một lời hứa, promise, hay một sự quả quyết, determination, đúng không? Ví dụ này, I will do my best to help you, tức là gì ạ? Do my best, à, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm sao để giúp bạn nhá. Ok rồi, đấy là cách sử dụng will. Will rất đơn giản. À, nó diễn tả một sự mong muốn này, một lời hứa này, hay là một sự quả quyết nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phân biệt cho cô Hoa từ will và từ shall. Will và shall đều có nghĩa là có thể sử dụng trong một mỗi từ mang một nghĩa riêng. Thế thì chúng ta thấy là từ shall là sự quả quyết là ở người nói đấy, nhớ chưa? Vâng. Thế nhưng mà từ will thì sự quả quyết lại ở gì, ở chủ từ của động từ à, tức là cái động từ mà đứng sau cái chủ ngữ đấy ấy, các bạn ạ. Vâng, chứ không phải là sự quả quyết của người nói nhá. Để cho cô xem ví dụ luôn thì có thể hiểu ngay các bạn này. Jane shall go out without his parents. Vâng, tức là gì ạ? À, Jane sẽ đi chơi mà không có sự cho phép của bố mẹ. Không, xin lỗi, không có bố mẹ, đã đi một mình hai trẻ. Jane đi một mình được, không cần mẹ, bố mẹ đi cùng, đúng không? À, thế còn gì ạ? Người B nói này, Jane will go out without his parents. Đấy, tức là gì ạ? Vâng, tức là gì? Các bạn nhớ cho qua này, từ will là thể hiện sự gì, quả quyết của chủ từ, tức là gì, là cái anh Jane này đã ra ngoài là phải có mẹ đi cùng, nó như kiểu gọi là sự nhất định ấy các bạn ạ, đúng không? Rồi thế còn cái từ này nhá, từ be này. Vâng. À, từ be này à, tức là gì ạ? Tức là cái, xin lỗi, cái câu này này, tức là câu be này, tức là người nói, có phải nói chỉ rõ cho chúng mình, tức là người nói rằng là kiểu gì khi đi ra ngoài trên cần có người đi theo, thì các bạn sẽ dùng will cho cô, bởi vì là will sự quả quyết ở chủ từ mà nhá. Ok rồi, vậy không ạ? Rồi thế còn tức là nhất định phải có, nhất định ra ngoài phải có bố mẹ, đúng không ạ? À, câu này nhá, Jane nhất định ra ngoài phải có bố mẹ, không có mẹ không được nhá. Câu trên này của A nè, tức là gì ạ? Ở câu A này thì cái người nói ấy, nhất định là bắt bạn Jane này ra ngoài là phải có bố mẹ đi cùng nhá. Ok. À xin lỗi, đi ngoài mà ra ngoài, mà đi ra ngoài mà không cần bố mẹ, xin lỗi, đây là without. Without là không cần đi ra ngoài. Ra ngoài không cần có bố mẹ nhá. Ok. Thế còn là gì ạ? Jane nhất định đi ra ngoài mà làm sao ạ? Mà làm sao ạ? Mà phải có bố mẹ. Ok. Có hiểu ý tưởng chưa nhá? Tức là một cái, tức là gì? Cái thằng show á. Vâng, thì đều nói về sự quả quyết của người đó. Thế còn từ will, sự quả quyết đến từ chủ từ nhá. À, rất dễ nhớ phải không? Tiếp theo chúng ta có từ want. Khi ai từ chối làm gì? Vâng, từ chối làm gì chúng ta sẽ dùng từ want. Ok, cùng xem nhá. Ví dụ nào, I told him to clean his room but he won't do it. Vâng, tôi bảo anh ấy là dọn cái phòng của anh ấy nhưng mà anh ta lại không làm. Không làm, từ chối, không làm. Ok. Rồi à. Tiếp theo, chúng ta sang phần từ good, động từ thái good là gì ạ? Nó là chính là cái động từ quá khứ từ will, phải không các bạn? Nhá. Ok, thì diễn tả dạng quá khứ của thì tương lai hay các thì trong câu điều kiện. Nào cho cùng xem nhá. Nào, when I was in Paris last year, I thought I could spend hours sitting at coffee shops writing ideas for my novel. À, có điều ý là gì ạ? Khi mà tôi Paris vào năm ngoái thì làm sao ạ? À, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ dành hàng giờ để ngồi ở quán cà phê để viết ý tưởng cho cái novel đấy, vâng ạ, cho cái cuốn tiểu thuyết đấy. Ok, được chưa? Vâng. Ok.
Đơn giản vậy thôi. Nó tóm lại là gì? Nó là diễn tả dạng quá khứ của thì tương lai, hay trong các câu đủ kiện, đúng không nhá? Rồi nào, sang tiếp cho qua từ cái từ good, bằng nghĩa gì ạ? Diễn tả lời mời nữa các bạn ạ. Vâng, ví dụ nhá, good is like some more tea. À, có thể chúng ta thêm từ please làm sao sẽ càng lịch sự hơn. Câu này có nghĩa là gì ạ? Vâng, là gì ạ? Tôi muốn cà phê, tôi muốn, cái à, xin lỗi, tôi muốn cà phê, bạn có muốn cà phê không? Bạn có muốn thêm uống cà phê thêm? Tức là câu này là mời bạn uống cà phê nhé. Được chưa ạ? Vâng. Qua tiếp theo dạy chúng mình về những ba cấu trúc mà chúng ta rất hay gặp trong bài thi của chúng ta. Đó là good like, good rather, good good prefer và good rather. Các bạn nhớ, bạn chú ý rất chú ý phần này cho qua này, vì chúng anh nhầm nhầm cấu trúc cực kỳ, chẳng hiểu sao cái phần này rất dễ nhưng mà cô học sạc sinh bảo cô chứ cô em vào phòng thi em còn chả nhớ là tôi có phải là vô in nào cả. Bảo cô ôi bảo, phần này phần dễ mà sao lại quên, bệnh lười nha, chẳng bệnh gì đâu, bệnh lười thôi. Chăm học lên các em nhá, cố lên nào. Nào, diễn tả một điều ưa thích hoặc mong muốn làm gì đó, được chưa? Nào cho con xem nha. Phủ ở chúng ta có hai thể, thể khẳng định này nhá. Good like, good prefer thì làm sao phải là gì đây? À, to verb nhá. Thế nhưng mà good rather thì đằng sau lại phải là gì đây? À, động từ nguyên dạng các bạn nhé. Vâng. Và cái câu này người ta gì gọi là muốn làm gì đó thôi. Muốn làm gì đó hơn đi ạ. Thích hơn đi ạ. Nhá. Rồi. Cho cùng xem ví dụ các bạn nhé. I'd rather stay at home tonight. Đấy, có đúng là good rather đằng sau động từ nguyên dạng không? Nhá. Rồi. À, tôi muốn ở nhà tối nay. Con phủ định này. I'd rather. À, thêm từ not cho cô Hoa. Được không? Rồi. Thế còn good prefer này, good prefer thì phải là to verb. Nhưng khi chuyển sang vô định phải là good prefer not. Ok. Nhưng gọi chỉ cho qua một câu khẳng định mình sẽ nói là I would like to go on foot. Đúng không ạ? Và là tôi muốn đi đi bộ, đúng không? Nhưng và nhưng thì sao ạ? Khi phủ định thì có nói là I would not like không ạ? Ôi, xin lỗi, sách này nặng quá, nó tụt xuống. Sách này nặng vô cùng luôn chứ mình ạ. Nó dày ý. Nó hơn 600 trang rồi mà. Mà không có đáp án đấy các bạn nhé. Nó rất là dày. Vâng. Chị giờ cuốn sách xuống. À, gọi nhìn cho qua này. Ở thể khẳng định thì là good luck to work to go đúng không ạ? Nhưng phủ định thì không nói là I would not like, mà phải nói là I don't want to go on foot. Thì phải dùng don't want to cộng với động từ nguyên dạng. Các bạn nhé. Rồi, tiếp theo. Đó, rồi. Một dạng nữa đó là modal cộng be cộng với, tức là modal tức là động từ tình thái cộng be cộng với be, diễn tả các sự việc đang diễn tiến ở hiện tại các bạn nhé. Nào cho cùng xem ví dụ nào. I don't know for sure what my father is doing now. He may be sleeping or he might be. Đấy. Câu này nghĩa là tôi không biết chắc chắn là bố tôi đang làm gì bây giờ. Ông ấy có thể đã ngủ hoặc có thể đang rửa ô tô. Vâng, tức là gì ạ? Tức là diễn tả cái sự suy đoán ở gì? Đang diễn tiến ở hiện tại. À, đó là ở bên kia đúng không? À, bố mình bảo chứ, kiểu gì rồi này đoán là con mình học tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, để chạm vào. Tiếp theo nha. À, một dạng bài nữa mà siêu siêu hay gặp trong bài thi của chúng ta. Đó chính là những cái cấu trúc modal verb cộng have của phần thứ hai. Và nó rất ngắn gọn như sau. Tất cả những cái modal verb này mà cộng với have của phần thứ hai, thế thì rõ ràng là tình huống luôn ở trong quá khứ. Các bạn nhé, tình huống luôn ở trong quá khứ các bạn ạ. Vâng, thì nó làm sao diễn tả một lời khuyên ought to hay là should have của phần thứ hai, nhưng chúng ta không dịch là nên, chúng ta dịch là đáng lẽ ra. Ok, đúng không ạ? Có hiểu không ạ? Đó. Nào cho cùng xem là đáng lẽ ra. Ok, nào cho cùng xem ví dụ cho hiểu ngay này. I should have helped Lan when she was in it. À, tôi đáng nhẽ ra nên giúp Lan khi cô ấy làm dạ nằm trên giường, mắc trên giường. Ok, à cô xin lỗi, tức là cô này là tôi đáng nhẽ ra giúp Lan khi mà cô ấy làm sao in it, xin lỗi cô ấy nhìn theo thành từ bed này, bed là giường không phải. Đây là mình có cấu trúc là to be in it, tức là cần các bạn nhé. Rồi. Và mình có một cấu trúc là to be in need of something đấy các bạn ạ. À, cần cái gì nào? Ví dụ tôi đang cần thời gian là I am in need of time. Ok. Rồi. Các bạn hiểu không ạ? Nhá. Rồi. Thì các bạn sẽ dùng cho cô Hoa như vậy. Hiểu không nào? Đáng nhẽ ra nên. Hoặc có thể nói là đáng nhẽ ra không. Thì là hiểu rồi. Nhá. Thế còn phủ định của nó thế nào các bạn nhỏ ơi? À các bạn lớn ơi. Đó là
shouldn't have hay là ought not to have cộng với phân từ hai, chúng ta cũng dịch là lẽ ra không. Và nhớ chưa qua là cũng dịch ở cũng dùng ở trong tình huống ở trong quá khứ. Một phần tiếp theo đó là cái từ những diễn tả một kết luận trong quá khứ. Thì chúng ta có những cấu trúc như sau. Must have cộng phân từ hai, ra dịch là đáng nghĩa ra. Ok, cô dưới nào. May have cộng phân từ hai tức là có thể là đã. Thế thì cái chỗ này chỉ là dự đoán 50% thôi các bạn ạ. Tức là không chắc chắn nên từ must. Ok, một cấu trúc nữa nhé, đó là could, might have cộng phân từ hai. Có thể là ra, có thể là. Có thể là. Ok, và nói chung là khi các bạn đã biết được cấu trúc này rồi thì cấu trúc nào là nhỏ hơn 2% đây? Đó chính là cấu trúc couldn't hay là can't have cộng phân từ hai. Và chắc chắn là không có thể. Và không thể. Nhớ nhá. Một loại nữa đó là good, could, might, have phân từ hai. Đây chính là câu điều kiện loại mấy? Đây chính là mệnh đề chính của câu điều kiện loại loại 3, đúng không các bạn? Nào chúng ta hãy cùng xem ví dụ các bạn sẽ hiểu ngay nhé. I could have done this work, but I didn't want to. Tôi sẽ làm việc tập về nhà, nhưng mà tôi lại không muốn làm. Ôi dồi. Đáng ngã mà không làm thì làm hẳn hoi đi, đúng không? Tôi sẽ đáng tôi tưởng sao? Tôi đang nghĩ ra nên làm công việc này, nhưng mà tôi lại không muốn. Vậy thì đúng tình huống trong quá khứ các bạn. Ok. Rồi. Vậy là trong buổi video ngày hôm nay, các bạn đã dạy chúng mình các ví dụ của should này, ought to này, had better này, dare, will này, shall này, want này, would này, would like, would prefer, would rather, đúng không? Hay là các động từ tình thái cũng bị verb in. Ok, hay là dùng tình huống trong quá khứ thì là gì các bạn nhỉ? Modal cộng have và cộng với phân từ hai. Ok nha. Vậy nhiệm vụ các bạn phải nhớ nghĩa cho cô các bạn ạ. Vâng. Thế nhỉ, đáng nghĩa ra nên thì dùng cấu trúc này ought to hoặc là should have phân từ hai, đúng không? Rồi, diễn tả một kết luận trong quá khứ thì đáng nghĩa ra phải. Họ cũng phải nhớ cấu trúc. Đúng không ạ? Được chưa ạ? Rồi. Rồi, qua hẹn gặp lại chúng mình ở trong video chữa bài tập cụ thể ở dạng chuyên đề động từ tính thái, modal verb các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.